Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Review Bá Đạo. Mình là Hoàng Spin. Bóng đá là một môn thể thao đề cao tinh thần cao thượng và fair play. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn luôn luôn có những tiểu xảo, những trò đá xấu được sử dụng, làm cho môn thể thao này thú vị hơn. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn những trò đá xấu huyền thoại trong bóng đá. 1. Xoạc sau. Đứng đầu trong danh sách này chắc chắn phải nói đến trò xoạc sau. Một trò phạm lỗi rất xấu mà trong bóng đá chuyên nghiệp rất dễ ăn thẻ đỏ. Còn trong bóng đá thôn xóm thì rất dễ bị tẩm quất cho ướt mồm. Xoạc trên giường thì sướng, còn xoạc trên sân bóng thì chỉ có đỉ viện. Người cầm bóng không hề biết gì để có thể tránh né vì tình huống diễn ra ở phía sau lưng. Đang tung tăng dẫn bóng thì bị thằng đằng sau chơi cho một phát, xoạc cho một phát, có thể là vào mắt cá chân, hoặc vào đùi, hoặc vào bất cứ vị trí nào thì cũng đều nguy hiểm và gây ra tính sát thương cực cao. 2. Kéo áo. Trò này được xếp vào loại đá xấu hạng nhẹ vì nó thường gây ra ít nhiều chấn thương nghiêm trọng. Kéo áo thường được sử dụng trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Khi mà đối thủ quá khỏe, chúng ta không thể ngăn lại được thì chỉ còn biết cách kéo áo để ngăn cản mà thôi. Nói đến kéo áo thì chắc là chúng ta không thể nào quên được những chiếc áo của cầu thủ Thụy Sĩ bị kéo rách tại Euro 2016. Sau trận đấu thì Sakuri đã dí dỏm chia sẻ rằng: "Thật may là hãng Puma không sản xuất bảo cao su." 3. Cao chân. Trong những tình huống bóng bổng, bóng đập đất nảy lên, chỉ đợi có thế là mây bố cứ nhảy vào ầm ầm. Chân thì giơ cao lên tầm ngực, tầm mặt đối phương cứ như là đi đánh nhau trên võ đài. Tất nhiên đây là một trò cấm kỵ trong bóng đá, một trò xấu chơi có thể đem lại nhiều mối nguy hiểm. Còn nguy hiểm như thế nào thì các bạn cứ hỏi Xabi Alonso là biết. 4. Kê chân, đạp vào ống đồng. Nhưng trò đá bẩn kiểu này là rất có khả năng lấy đi sự nghiệp của người khác. Cái ống đồng nó chỉ là một khúc xương ống thôi, mà các ông đạp thẳng cả cái gầm giày vào ở tốc độ cao như thế thì còn gì là chân cẳng. Đá bóng thôn xóm thường chẳng bao giờ mang miếng bảo vệ ống đồng, nên hậu quả để lại là rất lớn. Mà kể cả là có bảo vệ ống đồng đi nữa thì cứ nhìn Ramsey, Sissé, hay là ở ngay Việt Nam thôi là anh Khoa khi bị Quế Công Hải triệt hạ thì sự nghiệp cũng đi tòng rồi. 5. Cùi trỏ, đánh muội. Đây được xếp vào hàng những lỗi hèn hạ nhất. Đường đường là đấng nam nhi mà lại phải làm mấy trò ném đá giấu tay, đá không bằng người ta, hay là ức chế như nào mà lại đi đánh cùi trỏ, đánh muội. Những hành vi này là các hành vi có chủ đích từ người thực hiện nên thường gây ra rất nhiều sự đau đớn cho nạn nhân. Cũng chính vì vậy mà các trọng tài thường sẽ phạt thẻ đỏ luôn, chứ không có thẻ vàng cảnh cáo gì hết với lỗi này. Đã bị thẻ đỏ rồi, lại còn có nguy cơ bị mồm đỏ nữa. Vì trên sân phủi mà đá láo nháo như này là khó vẹn toàn trở về nhà lắm. Trên đây là những trò đá xấu, từ bẩn bựa cho tới sát thương cao nhất mà mình đã tổng hợp. Rất mong là không có bạn nào dính phải những trò đá bẩn này, và mình cũng không khuyến khích bất cứ ai làm theo. Nhưng mà nói nhỏ nhá, trên sân mà gặp thằng nào ngứa mắt thích thể hiện ấy thì cứ xoạc chết miệng nó đi. Các bạn thấy hay hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những video clip hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.